Chào mừng các em đến với bộ môn giáo dục công dân khối 7. Chúng ta sẽ học tuần 17 bài 10 Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ. Bài này chúng ta sẽ học trong một tiết. Chúng ta sẽ cùng nhau bước vào phần khởi động. Chúng ta sẽ cùng nhau quan sát những bức ảnh dưới đây và các em sẽ cho cô biết là những bức ảnh này nói lên những truyền thống nào của gia đình dòng họ. Bức ảnh số 1, số 2, số 3 và số 4. Các em quan sát và nói cho cô biết những bức ảnh này nói lên những truyền thống nào của gia đình dòng họ. Và sau đây là gợi ý trả lời của cô. Ở bức hình thứ nhất, chúng ta nhìn vào thì chúng ta thấy có ông bà cha mẹ cùng với các con cháu lãnh những giấy khen, những bằng khen. Nó thể hiện đây là cái truyền thống hiếu học. Ở bức hình thứ hai thì chúng ta thấy vẽ về cái nghề, đó là một cái nghề dệt vải, là một cái nghề truyền thống của gia đình dòng họ. Bức hình thứ ba đó là hình một cô gái đang vẽ những cái bình gốm sứ, thì nó là bức hình nói về nghề nghề làm gốm. Và bức hình thứ tư nói về truyền thống yêu nước của gia đình. Lê Thị Thủy Linh là con gái đầu trong gia đình. Từ ngày còn là học sinh, Linh luôn tự hào có bố và mẹ đều là quân nhân và luôn trân trọng biết ơn tưởng nhớ đến sự hy sinh cao cả của ông nội ông ngoại trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Chính truyền thống gia đình đã dệt cho Linh niềm ước mơ cháy bỏng trở thành chiến sĩ. Tốt nghiệp hai trường đại học, nhưng ước mơ lớn nhất của Linh vẫn là được vào bộ đội. Năm 2017, khi biết thông tin Bộ Tư lệnh thông tin tuyển chọn quân nhân nữ, Linh đã tình nguyện nộp đơn và trúng tuyển. Vượt qua các vòng sơ tuyển, khám tuyển, Linh là một trong hai nữ công dân của toàn tỉnh Thanh Hóa chính thức có lệnh gọi nhập ngũ trong niềm vui của cả gia đình dòng họ. Tôi tin chắc rằng cháu sẽ vượt qua và sẽ hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và gia đình mong muốn. Nghe tin Linh trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, những người bạn thời sinh viên của Linh từ thành phố Hải Dương cũng đã đến nhà chúc mừng, động viên Linh trước ngày nhập ngũ. Vẫn còn đó những băn khoăn lo lắng của người con gái khi vào bộ đội. Nhưng tân binh Lê Thị Thủy Linh luôn bày tỏ quyết tâm sẵn sàng cho ngày nhập ngũ, để được phấn đấu, rèn luyện và thử thách trong môi trường mới bằng trách nhiệm của người lính với quê hương đất nước, với truyền thống của gia đình. Thật đáng tự hào khi chúng ta được sinh ra trong một gia đình có văn hóa, có truyền thống gia đình dòng họ tốt đẹp. Nó có ý nghĩa rất lớn đối với mỗi người chúng ta, bởi vì gia đình là nơi chúng ta được sinh ra và lớn lên, là nơi nuôi dưỡng những tâm hồn đẹp, những giá trị đẹp. Vậy thì một gia đình có truyền thống, nó sẽ là cái giá đỡ cho sự phát triển của mỗi con người. Chúng ta sẽ được ông bà, cha mẹ yêu thương, chăm sóc, được đến trường học văn hóa, được thừa hưởng những giá trị tốt đẹp của gia đình. Và một điều chắc chắn rằng khi chúng ta được sinh ra trong một gia đình có truyền thống gia đình dòng họ, thì nó sẽ là hành trang vững chắc cho mỗi người khi chúng ta bước vào đời. Chúng ta phải bước vào phần 2 nhỏ, khám phá. Một là mã truyện đọc, truyện kể từ trang trại. Phần truyện đọc này học sinh sẽ tự đọc sách giáo khoa. Gia đình khoa bảng của cố giáo sư Nguyễn Lân. Hiếm có gia đình nào có đến 8 người con đều là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ như gia đình cố giáo sư, nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân.
Người đi trước dìu dắt người đi sau, họ đã xây đắp nên hình mẫu một đại gia đình hiếu học, tài hoa, chuẩn mực. Cố giáo sư Nguyễn Lân là giáo sư, nhà giáo nhân dân, nhà biên soạn từ điển, học giả nổi tiếng của Việt Nam. Ông cống hiến trọn đời cho nền giáo dục, được xem là người có công lớn trong việc xây dựng bộ môn và khoa tâm lý học, giáo dục học của hệ thống các trường sư phạm ở Việt Nam. Nghị lực và lửa yêu nghề của giáo sư Nguyễn Lân đã truyền lại cho 8 người con, tất cả đều hiếu học. Dù theo đuổi những chuyên ngành khác nhau, nhưng cả 8 người con, 7 trai 1 gái của cố giáo sư Nguyễn Lân đều chọn nghề làm thầy cao quý, đó là thầy giáo và thầy thuốc. Không chỉ 8 người con ruột mới là những giáo sư, những phó giáo sư, tiến sĩ, mà nhiều con rể, con dâu của ông cũng là những trí thức có uy tín. Các con dâu nhà Nguyễn Lân phần lớn là giáo viên, bác sĩ. Truyền thống hiếu học của gia đình còn lan tỏa sang thế hệ thứ 3. Tính đến 3 đời, con trai, con gái, dâu rể, các cháu, gia đình Nguyễn Lân có gần 20 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ. Và đây là hình ảnh của cố giáo sư Nguyễn Lân và vợ bà Nguyễn Thị Tề. Hình ảnh bên phải là hình ảnh 7 người con trai của cố giáo sư Nguyễn Lân. Câu hỏi số 1. Dòng họ Nguyễn Lân có truyền thống gì? Và em có suy nghĩ gì về truyền thống ấy? Và sau đây là gợi ý trả lời của cô. Dòng họ Nguyễn Lân có truyền thống hiếu học. Và em nghĩ đây là truyền thống tốt đẹp cần phải lưu giữ và phát huy. Em cảm thấy rất là ngưỡng mộ và rất đáng để học tập. Câu hỏi số 2. Em hãy kể tên các truyền thống gia đình dòng họ mà em biết. Gợi ý trả lời của cô. Tên các truyền thống gia đình dòng họ mà em biết đó là truyền thống yêu quê hương đất nước, truyền thống hiếu học, truyền thống cần cù lao động, truyền thống làm đồ gốm, làm nón lá, làm chiếu cối, làm đồ mỹ nghệ, vân vân. Ví dụ kế tiếp về một gia đình có truyền thống tốt đẹp, đó là gia đình y đức của cố giáo sư bác sĩ Tôn Thất Tùng. Cố giáo sư Tôn Thất Tùng là một bác sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới trong lĩnh vực gan và giải phẫu gan. Ông là người đầu tiên nghiên cứu thành công phương pháp cắt gan có quy trình, còn được gọi là phương pháp mổ gan khô hay phương pháp Tôn Thất Tùng. Đã tham gia nhiều hội nghị khoa học quốc tế về y học, được mời giảng bài ở nhiều trường đại học y khoa và viện y học tại nhiều nước. Năm 1944, ông kết hôn cùng bà Vi Thị Nguyệt Hồ. Bà từng được xem là một hoa khôi Hà Thành và là cháu nội của Tổng đốc Hà Đông Vi Văn Định. Ông bà có với nhau 3 người con, đều theo ngành y, đó là Tôn Nữ Ngọc Trân, Tôn Nữ Hồng Tâm và người nổi tiếng nhất là cố phó giáo sư viện sĩ, bác sĩ Tôn Thất Bắc, nguyên hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội. Ông Tôn Thất Bắc là nhà y khoa nổi tiếng Việt Nam, chuyên gia hàng đầu ngành về tim mạch của Việt Nam và thế giới. Ông từng giữ chức vụ giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội. Gia đình của cố giáo sư bác sĩ Tôn Thất Tùng có thể xem là dòng họ y đức, được ghi danh vào lịch sử y học của Việt Nam và cả thế giới. Và đây là hình ảnh của giáo sư Tôn Thất Tùng cùng vợ là bà Nguyệt Hồ. Hình ảnh bên phải là hình ảnh giáo sư Tôn Thất Tùng cùng các con. Và sau đây là câu hỏi của cô. Câu số 1. Dòng họ Tôn Thất Tùng có truyền thống gì? Câu số 2. Em có suy nghĩ gì về truyền thống của dòng họ Tôn Thất Tùng? Câu số 3. Từ thông tin trên và những hiểu biết của bản thân, em hiểu thế nào là truyền thống gia đình dòng họ? Và sau đây là gợi ý trả lời của cô ở câu số 1. Dòng họ Tôn Thất Tùng có truyền thống y đức vì tất cả đều theo ngành y. Câu hỏi số 2. Em nghĩ đây là truyền thống tốt đẹp chúng ta cần phải lưu giữ phát huy. Câu số 3. Truyền thống gia đình dòng họ là những giá trị tốt đẹp mà gia đình dòng họ đã tạo ra và được giữ gìn phát huy từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vậy thì tự hào về truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ chính là sự giữ gìn nguồn gốc bản sắc văn hóa của gia đình, của dân tộc, đồng thời tạo điều kiện cho sự ổn định và phát triển bền vững của gia đình, của mỗi thế hệ
và lớn hơn là của đất nước. Vậy thì để thực hiện cái nhiệm vụ cao quý ấy, không ai khác chính là thế hệ thanh niên Việt Nam chúng ta ngày nay. Vậy thì tự hào về truyền thống gia đình dòng họ là gì? Thì chúng ta sẽ đi vào phần 2 La Mã nội dung bài học. Một nhỏ khái niệm, là thế nào là giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ? Một nhỏ, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ là tiếp nối, phát triển và làm rạng rỡ thêm truyền thống đó. Em hãy kể tên một số truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ. Ví dụ như truyền thống yêu nước, truyền thống đạo đức, truyền thống về nghề nghiệp, truyền thống cần cù lao động, truyền thống hiếu học, truyền thống hiếu thảo, truyền thống về văn hóa nghệ thuật, truyền thống về các làng nghề, vân vân. Vậy thì theo em, truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội? Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết thêm tình huống. Chị em Hà sinh ra trong một gia đình còn nhiều khó khăn về kinh tế, nhưng bố mẹ luôn yêu thương, dạy bảo hai chị em Hà hết lòng. Không chỉ vậy, bố mẹ Hà còn luôn sẵn lòng giúp đỡ bà con xóm giềng, noi gương ông bà bố mẹ. Hai chị em Hà luôn sống chan hòa, đoàn kết, yêu thương và giúp đỡ mọi người. Vì vậy, từ người già đến trẻ nhỏ trong xóm, ai cũng quý mến gia đình Hà. Hỏi, gia đình bạn Hà có truyền thống gì? Hà tự hào về truyền thống nào của gia đình dòng họ mình? Câu kế tiếp, truyền thống gia đình dòng họ có ý nghĩa như thế nào đối với Hà? Gợi ý trả lời của cô: gia đình Hà có truyền thống yêu thương giúp đỡ người khác. Hà tự hào về truyền thống yêu thương, đoàn kết, sống chan hòa, giúp đỡ người khác của gia đình. Truyền thống gia đình dòng họ có ý nghĩa như thế nào đối với Hà? Đó là niềm tự hào của Hà đã tạo ra cho bạn sự nỗ lực và quyết tâm rất lớn để giữ gìn phát huy truyền thống gia đình dòng họ của mình. Tình huống kế tiếp, gia đình Khuê nhiều đời nay đều làm nghề mộc và kinh doanh đồ gỗ. Những sản phẩm bằng gỗ luôn có một sức hút rất lớn đối với Khuê. Khuê thường dành thời gian rảnh rỗi ở xưởng mộc gia đình để học hỏi thêm về nghề của ông cha. Khuê mong sau này sẽ thi đỗ vào ngành điêu khắc để có thể phát huy hơn về truyền thống gia đình. Hỏi, gia đình bạn Khuê có truyền thống gì? Bạn Khuê tự hào về truyền thống nào của gia đình dòng họ mình? Câu B, truyền thống gia đình dòng họ có ý nghĩa như thế nào đối với bạn Khuê? Và sau đây là gợi ý trả lời của cô. Gia đình Khuê có truyền thống là làm nghề mộc. Khuê tự hào về nghề làm mộc điêu luyện của gia đình mình. Truyền thống gia đình dòng họ có ý nghĩa như thế nào đối với bạn? Đó là niềm tự hào của bạn đã tạo cho bạn một sự nỗ lực và quyết tâm rất lớn để giữ gìn và phát huy cái truyền thống nghề của gia đình dòng họ của Khuê. Chúng ta đi vào phần 2 nhỏ ý nghĩa. Giúp ta có thêm kinh nghiệm và sức mạnh trong cuộc sống, làm phong phú truyền thống bản sắc dân tộc. Vậy thì theo em, mỗi người chúng ta cần phải làm gì để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ? Và gợi ý trả lời của cô. Vậy thì để giữ gìn phát huy truyền thống gia đình dòng họ thì mỗi người chúng ta phải cần làm những việc như là tìm hiểu về truyền thống gia đình mình qua việc hỏi han, trò chuyện với bố mẹ, ông bà, vân vân. Và chúng ta sẽ tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của gia đình mình bằng những việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi. Ví dụ như là ở lứa tuổi học sinh thì chúng ta phải chăm học, chăm làm, yêu thương bạn bè, thầy cô giáo, kính trên, nhường dưới, vân vân. Em hãy lập và thực hiện kế hoạch để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ em. Ví dụ như chúng ta sẽ lập một cái bảng và sau đây là gợi ý trả lời của cô. Một bên chúng ta là tên cái truyền thống, ví dụ như truyền thống hiếu học. Nếu như gia đình các em có truyền thống hiếu học thì các em sẽ làm gì để giữ gìn và phát huy truyền thống đó? Các em sẽ cố gắng học tập tốt, rèn luyện đạo đức thật tốt để có thể giữ gìn và phát huy cái truyền thống hiếu học của gia đình mình. Hoặc ví dụ như truyền thống làm nghề gốm thì các em sẽ làm gì?
và các em sẽ phải học hỏi kinh nghiệm từ ông bà, bố mẹ và mọi người xung quanh. Và truyền thống giúp đỡ người nghèo khó thì chúng ta cần phải nỗ lực hơn trong học tập, rèn luyện tốt về đạo đức, giúp các bạn trong lớp từ những việc nhỏ nhặt nhất. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết một tình huống. Gia đình Thi là một gia đình có mẹ là cán bộ công chức nhà nước. Hai chị học giỏi, nhưng Thi thì lười học, chỉ ham chơi. Em có nhận xét gì về gia đình của Thi? Nếu được sinh ra trong gia đình của Thi, em sẽ làm gì? Và sau đây là gợi ý trả lời của cô. Gia đình Thi là một gia đình có điều kiện, có truyền thống học giỏi. Nhưng Thi không chú ý gì đến truyền thống đó, thậm chí không thèm quan tâm. Nếu em là Thi, em sẽ trân trọng, phát huy truyền thống gia đình và sẽ không làm điều gì xấu xa để tổn hại đến gia đình, dòng họ. Chúng ta đi vào phần 2 La Mã, nội dung bài học ba nhỏ, trách nhiệm của công dân và học sinh. Trân trọng, tự hào, phát huy truyền thống, phải sống trong sạch, lương thiện, không làm tổn hại đến thanh danh gia đình, dòng họ. Chúng ta sẽ bước vào phần luyện tập. Cô có một tình huống. Quê Hiên là một vùng quê nghèo khó. Bao đời nay, trong dòng họ của Hiên chưa có ai đỗ đạt cao và làm chức vụ gì quan trọng. Hiên không bao giờ muốn giới thiệu quê hương và dòng họ mình với bạn bè. Hiên cảm thấy xấu hổ về đất quê nghèo và dòng họ của mình. Em có đồng ý với cách nghĩ của bạn Hiên không? Vì sao? Và sau đây là gợi ý trả lời của cô. Cách nghĩ của bạn Hiên là sai. Bởi vì dòng họ nào cũng có những truyền thống tốt đẹp, ví dụ như về nghề nghiệp, về đạo đức, về văn hóa, v.v. chứ không phải cứ phải đỗ đạt cao hoặc giữ những chức vụ quan trọng thì mới là một truyền thống tốt đẹp. Tập kế tiếp. Tình huống 1. Gia đình dòng họ nào cũng có những truyền thống tốt đẹp. Câu này là đúng hay sai? Câu này là đúng. Câu số 2. Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình là thể hiện lòng biết ơn đối với cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Câu này là đúng hay sai? Câu trả lời của cô là đúng. Câu số 3. Gia đình dòng họ nghèo thì không có gì đáng tự hào. Câu này là đúng hay sai? Sai. Câu số 4. Không cần giữ gìn truyền thống vì đó là những gì đã lạc hậu. Câu này là đúng hay sai? Câu này chúng ta chọn sai. Câu số 5. Giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình giúp ta có thêm sức mạnh trong cuộc sống. Câu này là đúng. Chúng ta sẽ bước vào phần vận dụng. Ở phần vận dụng này, chúng ta sẽ cùng nhau xem một clip ngắn nói về sự kế tiếp và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ. Ngày nay, những câu hát chèo tưởng như chỉ còn vang lên trên sân khấu và trong ký ức những người cao tuổi. Ấy vậy mà, giữa cuộc sống đời thường, ở một con phố nhỏ, trong căn nhà nhỏ này, hàng ngày tiếng hát chèo vẫn ngân nga, trong trẻo, êm đềm. Không chỉ dành trọn đam mê cho sân khấu chèo, nghệ sĩ ưu tú Khánh Vinh còn truyền cho các con tình yêu đối với bộ môn nghệ thuật truyền thống qua từng lời ca tiếng hát. Đó cũng là cách để anh giáo dục các con hướng tới những tình cảm nhân văn cao đẹp. Và với anh, gia đình chính là điểm tựa quan trọng nhất để anh vượt qua mọi khó khăn, vững tin trên con đường nghệ thuật. Gia đình luôn luôn định hướng giáo dục các con cháu theo những cái tình cảm, mà còn hơn thế nữa là những cái làn điệu chèo, những câu hát dân ca đã tưới tắm cho các cháu để hình thành nên một cái tâm hồn. Các cháu nó phong phú về tâm hồn để rồi sau này khi trưởng thành thì các cháu đã có một cái gốc, một cái cội nguồn, một cái gốc rễ rất tốt để các cháu luôn luôn nhớ về gia đình, yêu quê hương, đất nước, yêu gia đình. Bởi chính gia đình đã cho mình một cái bệ phóng để mình trở thành một người công dân tốt. Khánh Vinh có một cái câu châm ngôn mà rất là tâm đắc và cũng rất là ý nghĩa là dù là một ông vua hay một người dân thường, nếu ai tìm thấy hạnh phúc ở gia đình mình thì người đó là người hạnh phúc. Vậy thì rất là nhiều gia đình dòng họ có truyền thống tốt đẹp, ví dụ như về học tập, về lao động, về nghệ thuật, về văn hóa, đạo đức, v.v. Vậy thì cái truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ tạo nên một bản sắc riêng, tạo nên một động lực
và góp phần định hướng cho sự phát triển nhân cách tốt đẹp của mỗi con người, mỗi cá nhân. Và mỗi người cần phải trân trọng, tự hào về truyền thống gia đình dòng họ, ở biết giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình bằng những việc làm thiết thực cụ thể. Cô tin là qua bài học ngày hôm nay là sẽ có rất nhiều tấm gương, sẽ là con ngoan trò giỏi kế thừa được những truyền thống tốt đẹp của dân tộc để trở thành những bông hoa ngát hương trong vườn hoa của thành công và hạnh phúc. Các em lấy tập vở ra ghi bài. Chúng ta học tuần 17 bài 10, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ. Các em ghi vào vở cho cô một nhỏ, hai nhỏ, ba nhỏ. Chào tạm biệt các em, chúc các em học tốt.